Thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn giao thông xe ô tô lao lên vỉa hè, tài xế bất tỉnh vẫn đạp chân ga xảy ra vào tối muộn mùng 10 tháng 10 vừa qua. Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức về sự việc này. Theo đó vào khoảng 21 giờ 58 phút tối mùng 10 tháng 10 tại nút giao Phạm Hùng Dương Đình Nghệ thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một người đàn ông sinh năm 1971 trú tại huyện Đông Anh Hà Nội điều khiển ô tô di chuyển trên đường Phạm Hùng tự đâm vào vỉa hè. Sau tai nạn Người này không còn tỉnh táo và vẫn đạp vào chân ga xe ô tô làm bánh xe trước xoay tròn ma sát với lòng đường tạo khói trắng mù mịt. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường và cùng người nhà đưa người đàn ông này vào viện cấp cứu. Qua sơ bộ kiểm tra, người đàn ông này không bị thương tích và kết luận không có cồn hay ma túy trong cơ thể. Người nhà cho biết người này có tiền sử cao huyết áp. Hiện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đang điều tra giải quyết sự việc theo đúng quy định.